Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714 248 -9883. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 -8345. Như vậy Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng của tuần của Đài Lido Sài Gòn TV. Chương trình của chúng tôi phát live trên hệ thống của Đài băng tần 56.10 ở miền Nam Cali, 16.11 ở miền Bắc Cali và 27.6 ở Houston, Texas. Ở chúng tôi cũng đang live stream trực tiếp trên Sài Gòn tv com Quý vị có thể ấn like và subscribe kênh youtube và facebook của đài để mà chúng ta theo dõi những chương trình nào chúng ta bỏ lỡ và chương trình cũng được chiếu lại vào lúc mỗi 5 giờ chiều vào hai ngày cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm qua và ngày chủ nhật một lần nữa thì lê thái xin gửi lời chào đến quý vị nào đang theo dõi chương trình à, và em xin gửi lời chào đến chị Như huyền và trước khi gửi lời chào đến chị Như huyền gửi thì chắc là cho lê thái xây xây happy father's day trước đến quý vị thưa quý vị À, trước tiên như uh, kính chúc tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình cà phê sáng ngày hôm nay và đầu tiên cũng happy father Day Lê Thái và tất cả những quý ông ở các quý khán giả ở uh, của ngày Father's Day ngày hôm nay <laughs> từ quý vị và trước khi bắt chương trình thì Nhi Huyền cũng muốn cảm ơn tất cả những cái lời comment của quý vị của tuần trước và ngày hôm nay. Tuần trước có một cái câu của khán giả viết rất là hay mà Nhi Vi, Nhi có đọc tư quý vị. Đó là một cái câu đó là tích cực và tiêu cực ở trong cái cuộc sống của chúng ta luôn đi đôi với nhau mà mọi người có những cái phản ánh, có những cái ý kiến nhưng mà họ vẫn luôn coi và vẫn ủng hộ thì đó là một trong những cái lời mà comment rất là hay và rất ý nghĩa. Thì cái câu đó rất là chí lý là đúng rồi, tích cực và tiêu cực trong cuộc sống nó luôn đi với nhau mà khi mình hiểu được cái chân lý đó rồi thì không có gì phải buồn khi mà có những cái phản ánh và những cái những cái câu của của tất cả của mọi người mà à, tích cực hay tiêu cực cho như Huyền và lê thái và như hiền cũng cảm ơn rất là nhiều những cái comment đó của quý vị dạ vâng chốt được một câu lê thái và như huyền vẫn luôn lúc nào cũng thương yêu quý vị thưa quý vị <laughs> dạ vâng à, có rất là nhiều các loại món ăn ở trên à, trái đất này nhưng mà riêng việt nam chúng ta phải nói rằng là thượng đế ban cho người việt nam chúng ta có những cái món ăn vô cùng đặc sắc À, không biết là những quốc gia khác người ta nhìn ngó Việt Nam mình bằng cặp mắt nào khi người ta thưởng thức những món ăn Việt Nam Nhưng riêng Lê Thái thì em thật sự là rất yêu mến những món ăn Việt Nam từ Nam Chí Bắc, miền Trung, miền Tây, miền Nam rồi ngay cả luôn cả miền Bắc nữa thưa quý vị Đặc biệt một món miền Bắc mà khi mà nhắc tới đó chúng ta nghe chúng ta ớn nhưng mà lại rất là ngon Không biết là quý vị hay là chị Nghi Huyền có nghe cái câu là lợn cấp nách bao giờ chưa? Lợn cấp nách lợn cấp nách, lợn, cấp nách. lợn là con heo cấp nách cấp là cấp vô mà cấp ở trong cái nách nghe có vẻ nghe nó bốc mùi hay thú vị nhưng mà không thú vị đây là một trong những cái món ăn rất là ngon ở cái vùng hà giang một cái vùng ở phía bắc và sapa cũng có lợn cấp nách à, cấp nách rồi những cái mì miệt, miệt giống là điện biên phủ rồi điện biên đó thưa quý vị miệt điện biên rồi ở cái vùng mà lào cai lai châu quý vị về miền bắc đó quý vị ăn cái món lợn cấp nách Lê Thái nói thật quý vị không bao giờ quý vị quên được cái món ăn đó, nó ngon. Tao nói mà nó thì ngon thầy chạy luôn dùng từ đó luôn, ngon lắm thưa quý vị. Và lợn cắp nách là nó có từ đâu và tại sao nó có cái tên đó? Thưa quý vị, Hà Giang là một trong những cái mảnh đất là nơi địa đầu của đất nước Việt Nam và nổi tiếng với những cái uh, quan cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vĩ nè, phong cách thì hữu tình. Bên cạnh đó thì cái nền văn hóa ẩm thực ở cái vùng mà Hà Giang này nó cũng vô cùng độc đáo và đa dạng. Đây là một trong những cái nơi khởi nguồn cho những món ăn như là thắng cố, cơm lam, thắng dền, cháo ấu tàu, vân vân. Đặc biệt là cái món lợn cấp nách đi thề kèm theo một cái gọi là cái 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 tên mà chúng ta nghe có vẻ vẻ giống như là mất vệ sinh nhưng không thú vị nó hoàn toàn rất là hợp vệ sinh và cực kỳ ngon và lợn cấp nách đó từ lâu tự nhiên đã trở thành một cái biểu tượng được nhiều người nhắc đến cả trước và sau khi thăm thú cái vùng đất Hà Giang này nguồn gốc của cái tên lợn cấp nách là như thế nào thưa quý vị tên lợn cấp nách nghe rất là kỳ lạ nhưng mà thực ra người ta gọi như vậy đơn giản dựa trên việc là người dân Hà Giang đó người ta thường ôm và sách những cái cái con lợn này thậm chí là kẹp vào trong nách để mà mang ra chợ để mà bán và thông thường thì cái giống lợn này ở miền xuôi khi mà đến độ lấy thịt đó, nó sẽ nặng từ 50 đến 100 kg. Đến khi mà cái việc mà xuất chuồng người ta phải dùng rọ hoặc là các phương tiện vận chuyển nó vô cùng cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, những cái con lợn cấp nách ở vùng Hà Giang này chỉ nặng chừng từ 5 cho đến dưới 10 kg và có thể đã lấy được thịt rồi. Và nặng nhất thì chỉ cũng đến 10 kg, không được quá hơn quá 10 kg. Chính vì điều này thành ra là cái cộng với lại những cái đường xá à, sỏi đá là xa xôi, gặp gần khó đi. Nó tạo ra một cái thói quen là kẹp lợn vào nách để mà thuận tiện cho việc người ta di chuyển khi đi bán lợn của bà con ở Hà Giang. Và dần dần nó mọi người đã trở thành là quen với cái hình ảnh là con lợn được cặp trong nách và người ta luôn gọi là lợn cấp nách lợn cấp nách là sao thưa quý vị? Lợn cấp nách là loài lợn lai giữa lợn rừng và lợn mường và có nhiều đặc tính khác biệt so với giống lợn ở miền xuôi là miền Nam của chúng ta và rất được người Hà Giang ưa chuộng và vẻ ngoài của những cái con heo này đó gọi là heo, thái nó heo cấp nách đi nó lợn hoài không có đúng với cái cái người miền nam của lê thái heo cắp nách thưa quý vị rất là dễ nhận biết với cái mỏm nó nó dài bộ lông nó cứng màu đen tuyền phủ từ mũi đến đuôi rồi nhỏ chỉ bằng một cái con chó nhà trưởng thành mà thôi và từ khi sinh ra và lớn lên thì những cái con heo cấp nách này phải tự học cách kiếm ăn tự học cách tự vệ và tìm chỗ ngủ rồi thích nghi với cái điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt trên những cái chiếc mỏm của giống lợn này nó khá dài thành ra là nó rất là chắc chắn phù hợp để mà nó đào rễ cây nó ăn đào đất bắt côn trùng thực vật và cũng vì những cái món này thì cái thân hình của những con lợn này luôn luôn nào cũng là nó dài hơn và thon hơn và ít mỡ. Con lợn cấp nách ở Hà Giang có cái tên là lợn tên lửa. Cái bộ độ tuổi đẹp nhất để lấy thịt của giống lợn này là sau 1 năm tuổi và lúc nó đạt cân nặng khoảng là từ 8 cho đến 10 kg. Và những cái món ăn chế biến từ con lợn cấp nách này là những cái món ăn nào thưa quý vị? Có rất là nhiều cách để mà chế biến món ăn từ thịt lợn cấp nách như là nướng, phần thịt từ vai, hung khói, giả cày, om lòng dồi luộc hấp chấm dại mắm tôm xào sườn nấu canh và tiết canh và lợn cấp nách có thể được chế biến thành rất là nhiều món ăn khác nhau với những cái hương vị vô cùng thơm ngon và nếu như chúng ta muốn nói là cái món thịt nướng ấy, thì hãy nhét thật nhiều cái rau thơm rau mùi vào trong cái 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 bụng lợn đó thì lúc đó người ta xoa cái hỗn hợp gia vị gồm bột nghệ gừng hạt đồi hạt đổi hạt dổi lên da bắt đầu người ta nướng trên bếp than củi và người ta quay thì cái con lợn này bắt đầu nó nghe lách tách lách tách cái da nó bắt đầu nó giòn lên rất là ngon và khi mà người ta bày ra thì bày ra mâm ra cái mẹt ăn rất là ngon quý vị thấy là những cái hình ảnh của cái món lợn cắp nách này buổi sáng chảy nước mướt thưa quý vị đây là những cái món mà có thể ăn chúng ta ăn chấm với lại mắm tôm ăn với lại à, rau gọi là rau mơ lá mơ rồi ăn với lại gừng hoặc có chúng ta ăn giống như dạng giả cày nướng rồi có những cái bộ đồ lòng thì người ta bắt đầu người ta xiên vô người ta bắt đầu người ta làm dồi, dồi chiên dồi này dồi, dồi luộc ngon thiệt là ngon đó những con lợn nhỏ nhỏ vậy thôi thưa quý vị bắt đầu người ta cắp vô trong cái nách người ta đem người ta đi bán nhưng mà không có bị hôi nách nha nhưng mà đối với những người nào mà ở miền này mà bị hôi nách mà cắp vô thì chắc chắn chắc chắn là con lợn nó sẽ bị hôi nách nhưng mà sau khi mà chúng ta mà giết nó rồi chúng ta làm thịt nó chúng ta vệ sinh nó sạch sẽ rồi thì chắc chắn nó sẽ không còn mùi hôi nách nữa <laughs> và thưa quý vị công nghệ càng lúc càng phát triển rất là nhiều rất là công nghệ AI càng lúc càng phát triển và càng rất là tinh tế và rất là thông minh hơn thì vừa rồi một một nhóm nhà khoa học đó là Trung Quốc và Thụy Sĩ đã hợp tác để phát triển một cái chip mô phỏng não người có tên gọi là SPEC và tiêu thụ điện khi mà nghĩ vô cùng thấp chỉ có 0.42 mW và một nhóm nhà khoa học này đã phát triển một cái điện toán cảm biến tiết kiệm năng lượng mô phỏng các neuron với khớp thần kinh của não người. Bộ não của con người chính là trung tâm điều hành và có nhiệm vụ chi phối điều khiển mọi chức năng trong cơ thể. Não cũng có tủy sống và các dây thần kinh phối hợp lại tạo nên hệ thống thần kinh trung ương và ngoại vi. Hệ thống thần kinh vận hành nhờ vào quá trình chuyển tiếp tín hiệu điện qua từ não đến tủy sống và các dây thần kinh và các đến các bộ phận khác nhau ở trong cơ thể của chúng ta. Ước tính các hoạt động này tổng tiêu thụ khoảng 20W điện, thấp hơn nhiều so với các hệ thống trí tệ nhân tạo AI hiện tại bây giờ. Do đó, điện toán mô phỏng não, người cung cấp AI tiết kiệm năng lượng rất là đầy hứa hẹn trong tương lai của chúng ta. Và đây là nghiên cứu mới nhất trên tạp chí Nature Communications và các nhà nghiên cứu từ Viện Động Hóa thuộc Viện Hàng Lâm Khoa học Trung Quốc và Tập đoàn ở Thụy Sĩ đã chế tạo các con chip đồng bộ này và có tên gọi là Spec bằng cách mô phỏng đặc tính mức cân bằng của các mạng lưới thần kinh trong bộ não và các nhóm khoa học đã chế tạo ra một công cụ dựa trên sự chú ý trong đó kích thích từ bên ngoài và nhận được nhiều sự chú ý từ não hơn và công cụ này có khả năng đáp ứng yêu cầu thuật toán của điện toán và đạt tiêu thụ thời gian với cái lượng điện là 70 mw mỗi lần mà nó rần thì mà thôi và một trong những tác giả nghiên cứu cho biết nghiên cứu này cung cấp cho các ứng dụng AI một giải pháp thông minh, mô phỏng não và có đặc điểm đặc biệt tiết kiệm năng lượng để mà tối thiểu và giảm đi tiêu thụ điện ở trong tương lai. Dạ vâng, khi mà chúng ta mà tiêu thụ điện đó ờ đây là một trong những cái vấn đề hiện nay là chúng ta đang suy nghĩ tại vì điện tiền điện mùa hè này đang lên à, tại cái bản tin của chị nói nó liên quan đến điện thì lê thái à quý vị nào chúng ta mùa hè này đang xài điện á, thì nhớ một điều là chúng ta sẽ tiết kiệm lại à, những cái vật dụng nào chúng ta xài điện chúng ta nên tắt bớt rồi xài cái máy 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 lạnh đó thì nên nhớ là đừng có bật quá 70 quá quá, quá dưới quá 70 độ thưa quý vị. Tại vì nếu mà chúng ta bật quá thấp á, thì nó sẽ gây ảnh hưởng điện rất là nhiều. Quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714-248-9883 Gọi ngay Mango Tools 866-435-9746 Để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cận 888-880-8345 quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với như Hiền và Lê Thái. thưa quý vị ngày hôm nay như đưa cho quý vị một cái loại cây, cái loại cây này hồi đó như ở trên Đà Lạt cũng gặp rất là nhiều cây hoa dại thôi đó là cây dương sĩ thưa quý vị. quý vị có nhớ cây dương Thái sĩ ở cây... Đà Lạt mới gặp hả? nhiều chỗ lắm nhưng mà như từ vì như sống ở Đà Lạt nhiều lúc mà như còn ở Việt Nam tại vì đi qua Mỹ sớm quá thưa quý vị thì cái những cái trí ức những cái kỷ niệm còn lại đa số là ở ở, ở Đà, Lạt. Đà Lạt nhiều hơn là ở những nơi khác. tại vì những nơi khác như spend time rất là ít nhất Để là Sài Đà Lạt Gòn. Đẹp lắm sự đa số quý vị thấy là con gái ở Đà Lạt hồi xưa nha gái Đà Lạt giờ ghê lắm thưa quý vị tại tứ xứ mà tứ xứ đổ dồn yeah, vào đó làm ăn gái Đà Lạt giờ hết dễ thương giống như chị Như Huyền rồi thưa quý vị cảm ơn Lê Thái rất là nhiều nhắc tới Đà Lạt Lê Thái nói ngay Lê Thái lúc nào cũng có cái lời khen rất là 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 em khen thiệt chứ em không phải thảo mai lá chuối Nó thật là em khen thiệt ok thưa quý vị thì nhưng mà cái bộ cái cây như thế nào nó rất là nhỏ nhưng cái bộ trang của nó rất là lớn thì cái bộ trang của nó nhiều hơn 50 lần so với bộ trang của con người nó chứa 416 416 nhiễm sắc thể trong mỗi cái tế bào của nó mặc dù quý vị thấy cái cái cây nó rất là nhỏ trên đảo New Caledonia ở Pháp một cái loài dương sĩ rất là đơn giản khiêm tốn được gọi là dương sĩ phốt đã được xác định là có bộ trang dài nhất so với bất Bất kỳ sinh vật sống nào đã được biết đến là phá vỡ mọi kỷ luật ở trên từ trước cho đến nay. Bộ gen này là dài hơn bộ gen con người 50 lần và dài hơn 70% so với bộ gen tầng xác lập theo kỷ lục dài nhất và nó chứa 416 nhiễm sắc thể trong mỗi cái tế bào và so 23 nhiễm sắc thể của con người nếu được tách ra chiều cao của nó có thể vượt qua cả tháp đồng hồ Big Ben ở London. Và khám phá này đặt ra nhiều câu hỏi mới thú vị về giới hạn những gì có thể xảy ra ở trên bề mặt sinh học trong thế giới của chúng ta. Và họ hy vọng giải đáp được những bí ẩn này trong một ngày nào đó. Và tiến sĩ Lia trưởng nhóm nghiên cứu tại vườn Bách Thảo Royal ở quận Anh ở London nói rằng Tuy có việc uh, mã di truyền phức tạp không phải lúc nào cũng là một cái lợi thế. Bộ gen lớn hơn thì đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn để mà sao chép, sửa chữa và phiên mã. Trong khi trong cái trình tự của DNA của nó lớn hơn, phải cần nhân lớn hơn, do đó cần tế bào lớn hơn để mà chứa. Tiến sĩ Lash cũng nói với Reuter rằng uh, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi những cái bộ loại gen này lớn hơn thì có nguy cơ tuyệt chủng cao hơn những cái loài dương sĩ này thưa quý vị. Và theo các nhà nghiên cứu và các kỹ thuật hiện đại có thể không đủ để giải trình tự cái bộ trang của cây dương sĩ Ford này và ngay cả khi được giải trình tự vẫn có thách thức tính toán trong việc dữ liệu và gắn kết chúng lại với nhau theo cách phản ứng về mặt sinh học và những gì đang diễn ra thì những cái loại những cái cây này nó có nguy cơ tuyệt chủng nhiều hơn chính chính vì vậy mà thế giới họ đưa ra họ đưa ra những cái nghiên cứu để mà họ bảo tồn những cái cây dương sĩ này ờ cái dương sĩ này có thời gian khi mà những cái người mà làm trong công việc cắm hoa đó người ta dùng nó cắm hoa rất là nhiều tại vì yeah. cái lá nó rất là đẹp thưa quý vị và nói đến dương sĩ thì nó chịu những cái vùng đất như là những cái vùng núi cao độ ẩm cao này nọ thì nó mọc lên rất là tốt và hoàn toàn dương sĩ là toàn là những cái cây dại không nhưng mà khi mà nó đã phổ biến rồi đó thì cái cuộc sống của nó cái đời sống của nó vô cùng mãnh liệt luôn có nghĩa là nó sống ở vách đá vách núi gì nó cũng sống được rất là dễ dàng với một cái chút xíu cái mặt nước ít thôi mà nó vẫn có thể nó tồn tại rất là hay kính à, thưa quý vị lê thái vẫn hay thường đưa đến quý vị những thông tin về một số người mà chết đi Đồ người ta lại sống lại về những cái trường hợp ở đó vừa qua thì có một cái trường hợp là à, vấp cái quan tài là tự nhiên cái, một cái người đàn ông đang nằm ở trong quan tài sống lại thưa quý vị ở Hoa Kỳ luôn rồi ngày hôm à, cách đây hai ngày thưa quý vị có một cái vụ là một bà cụ sống trong một cái viện dưỡng lão tại Mỹ bang Nebraska à, sau khi mà được thăm khám y tá thăm khám những cái nhân viên ở trong viện dưỡng lão này thăm khám và quyết định xác định là bà đã tử vong bà đã chết nhưng sau đó 2 giờ đồng hồ sau thì bà thở lại cho được tại một cái nhà tăng lễ. Và sự việc này nó diễn ra khiến cho nhiều người người ta cảm giác là nó vô cùng bất ngờ. Và cái sự việc hiện hy hữu này nó xảy ra tại thị trấn nhỏ tên là Waverly, thuộc tiểu bang Nebraska ở miền trung của nước Mỹ vào ngày 4 tháng 6. Thì theo tạp chí mà CNN dẫn lời của phó cảnh sát trưởng là ông Ben Huchin của hạt Lancaster đó, ông cho biết rằng bà này tên là Constance Glenn, năm nay đã 74 tuổi và được ăn dưỡng cuối đời tại viện dưỡng lão The Mulberry và được tuyên bố là trút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ 44 phút sáng. Sau đó thì các nhân viên ở viện dưỡng lão này đưa bà cụ đến nhà tang lễ là Boterus Mazur ở Love tại thành phố Lincoln gần đó. Trong lúc mà đặt bà lên lên cái bàn tại nhà tang lễ để chuẩn bị cho việc mà tẩm liệm đó thì một nhân viên hốt hoảng lên khi mà thấy bà tự nhiên bà nhúc nhích, bà cử động và bà thở trở lại. Và họ lập tức gọi cho 911 và bà ấy được đưa đến một cái bệnh viện địa phương và vẫn còn sống. Thì theo cái ông Ho Chin là cảnh sát trưởng của cái quận này hạt này cho biết rằng á, cuộc gọi được thực hiện vào lúc 11 giờ 45 phút tức là 2 giờ đồng hồ sau khi bà được tuyên bố tử vong. Ờ à, cảnh sát liên lạc và thông báo tình hình cho gia đình bà cụ và đồng thời điều động khởi động điều tra của vụ việc này và vào cái thời điểm hiện tại đó, thì người ta vẫn chưa biết lựa là bà cụ này bà đang bà cụ này là bà mất như thế nào thưa quý vị và khi mà chứng kiến là bà đã tử vong tại vị dưỡng lão đó thì là tại nơi đây thì đã có ai chứng kiến cái cảnh bà tử vong và ông cũng đã chưa từng thấy một cái sự việc nào nó diễn ra trong ở trong cái thời gian qua hơn 31 năm làm nghề của ông và vị cảnh sát người ta thông tin rằng là chưa rõ là bao nhiêu người chứng kiến được cái khoảnh khắc mà bà này tử vong nhưng mà khi mà người ta thấy là bà là hai nhân viên ít nhất là hai người ở trong nhà tăng lễ này thấy bà thở trở lại và ông cảnh sát trưởng cũng nói là bà được quyết định là an dưỡng cuối đời tại viện dưỡng lão và cái chết của bà không thuộc trường hợp cần một cái nhân viên điều tra tử thi hay là cảnh sát đến để kiểm tra tại vì khi mà vào trong đây rồi thì người ta ký một cái công và bà đều được theo dõi trong 7 ngày qua và cái vị bác sĩ mà chứng ký cái giấy chứng tử cho bà đó cũng không hề khả nghi vào cái thời điểm bà tử vong. Thành ra lý do vì sao cái thời điểm đó là không hề có cảnh sát cử người đến vị dưỡng lão vào lúc đầu để mà uh, giải thích được cái trường hợp này, thưa quý vị. Trường người mà chết sống lại cũng nhận là cái tin rất là lạ và rất là thú vị, thưa quý vị. Uh, sắp tới đây là July 4 đó là ngày 4 tháng 7, lễ độc lập của nước Mỹ thì tại những ai mà sống ở Chicago thì có một cái thường thường là chỗ nào họ cũng bán pháo hoa đúng vào ngày July Fourth, thưa quý vị nhưng mà ở uh, Navy Pier ở Chicago năm nay họ thông báo rằng là họ sẽ không bán pháo hoa nhưng mà họ bán pháo hoa trước cái ngày đó, tại vì ở Navy Pier thì mỗi tuần vào lúc mùa hè thì họ bán pháo hoa đó là một tuần hai lần nhưng mà đó là ngày thứ tư đó là ngày thứ bảy và là ngày thứ tư thưa quý vị nhưng mà July 4 nằm nhằm ngày thứ năm cho nên họ không bán pháo hoa nữa, họ bán pháo hoa vào ngày 3 tháng 7 và cái ngày thứ bảy của trong cái tuần đó mà thôi. Thì cái những cái lý do vừa rồi là họ nói tổ chức vào ngày 3 tháng 7 là do thực tế có nhiều nơi và những cái vùng ngoại ô và cái vùng ở phía xa thì họ cũng bán pháo hoa vào ngày 4 tháng 7. Và cái buổi biểu diễn năm nay có có thể là vào à đó pháo hoa sẽ biểu diễn vào ngày 3 và ngày 6 tháng 7 vì Navy Pier có những buổi pháo hoa và những buổi bán pháo hoa hai lần một tuần vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần trong suốt mùa hè. Nếu quý vị nào muốn đi xem thì vô cái trang web của họ để mà xem. Và năm ngoái đã nhiều cơ quan thành phố đã cảnh báo người dân và khách du lịch rằng sẽ không có cái màn trình diễn pháo hoa vào ngày lễ vốn diễn ra vào ngày thứ ba và thay vào đó những cái kỷ niệm đã diễn ra vào ngày thứ bảy đó là cái tuần của ngày July 4 thì họ sẽ bắn pháo hoa vào thứ bảy đó và quý vị nhớ đón xem vào tương tự như vậy vào năm 2022 và 2021 họ cũng đã không bán pháo hoa vào những ngày đó và sắp tới đây vào những năm tới họ cũng sẽ không bán pháo hoa vào July 4 Mặc dù không có pháo hoa tại Navy Pier và cái lễ hội vào ngày thứ tư nhưng cái địa điểm nhưng họ vẫn mở để quý vị vô đó chơi, ăn uống và mua đồ và đi dạo ở trên Chicago thì quý vị cũng biết ở Chicago cái lý tưởng nhất đó là mùa hè để mà đi chơi vào mùa đông thì đi về Chicago thì quá lạnh. vào Lê Thái không biết Lê Thái có về yeah, Chicago rồi. Em chưa? Em đi rồi, em đi Chicago, em đi Denver rồi Illinois rồi đi nhiều nơi vào cái mùa đông đó. thì em nghĩ là Chicago là một trong những cái thành phố rất là nhộn nhịp rất là nhiều và nhiều rất là đẹp. tại hồi xưa như, ôi oh, trước trước là như sống ở Michigan, thành đi lên Chicago chơi là chuyện bình thường. mà lúc đó đang học đại là... học nữa và đi với sinh viên hay đi chơi thưa quý vị. thành có rất là nhiều chỗ chơi và cái lake của nó cũng rất là đẹp. đó là cái một trong những cái lake lớn ở ở trong ở Chicago. thì cái lake ở Chicago nhưng mà có điều á, vào cái mùa đông á, đi cái gió quá thưa quý vị và nó lạnh nhất là ở dưới downtown lạnh kinh khủng. mùa hè thì nó lại mát và rất là thoải mái. Tại vì quý vị biết ở phía bên East Coast vào lúc mùa hè thì nó nóng, nó humid rất là nhiều cho nên đi tới Chicago vào mùa hè rất là một cái điều lý tưởng và tốt nhất. Dạ vâng, à, em đã từng trải nghiệm câu cá ở cái gọi là cái biển hồ đó thưa quý vị. Yeah. Cái hồ rất là lớn mà nhìn y chang một cái biển luôn mà nhiều lắm vào mùa hè thì rất là nhiều những cái người dân ở xung quanh đó ở Michigan hay là ở Chicago người ta đến đó để người ta câu cá cũng có yeah. uh, tắm sông tắm suối ở đó rất là nhiều thú vị mà đẹp rất là đẹp luôn đó là một trong những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời của Lê Thái quý vị dẫn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại bảo trời cho đài chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714 248 9883 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345 Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng Di Huyền và Lê Thái. Uh, vai ai ra vay vay ara thưa quý vị đây là một trong những loại thuốc mà uh, không biết là quý ông uh, quý ông ở trên mà đang theo dõi chương trình này có bao giờ mà thử trải nghiệm uống một viên này bao giờ chưa nhưng mà lê thái chưa uống uh, cũng chẳng cần thiết để uống nữa, nhưng mà không biết là quý vị khi uống rồi thì quý vị có trải nghiệm như thế nào thì có thể comment ở dưới cho lê thái được biết hoặc là ông uống bà khen như thế nào thì cũng thể kể, comment ở dưới tại vì đây là một trong những cái loại thuốc mà nó cũng gọi là cái tăng cường cái khả năng mà gọi là uh, gọi là cương dương cho người đàn ông khi mà trong các vấn đề người ta quan hệ À, ân ái. À, vừa qua một cái thông tin từ các nhà nghiên cứu từ trường đại học Oxford của nước Anh phát hiện ra một cái tác dụng vô cùng kinh ngạc đối với Viagra trên đời sống của con người chúng ta đó là trên não bộ. Cái tác động đó, cái tác dụng đó là như thế nào thưa quý vị? Đây là một cái loại thuốc điều trị cái rối loạn cương dương hay là chúng ta gọi là Sildenafil với tên thương hiệu là Viagra và giúp cho những cái người nam giới như là chúng ta lấy lại được cái phong độ bằng cách là làm giãn các cơ thành mạch và tăng lưu lượng máu đến cái khu vực trọng yếu và cái khu vực trọng yếu ở trong mặt kép này là thay nói là quý vị biết là khu vực nào rồi và giờ đây thì các nhà khoa học nghiên cứu tại trường đại học Oxford đã minh chứng rằng á Viagra cũng có tác động tương tự đến các mạch máu ở não và nó có một cái tác động vô cùng tốt và theo tiến sĩ Alastair Webb là một trong những cái tác giả nghiên cứu chính vừa công bố trên tạp chí y khoa là Circulation Research. À, ông nói rằng là cái tổn thương mãn tính ở các mạch máu nhỏ trong não là nguyên nhân phổ biến gây ra các chứng mất trí nhớ liên quan đến mạch máu não hoặc là tai biến mạch máu não thưa quý vị. Và Viagra có thể cải thiện cái lưu lượng máu và tăng khả năng phản ứng của các mạch máu này và từ đó nó chống lại cái sự tiến triển của tình trạng mất trí nhớ ở bệnh nhân và nghiên cứu có sự tham gia của 75 người từng bị đột quỵ nhẹ và có dấu hiệu bệnh mạch máu nhỏ từ nhẹ cho đến trung bình. Và đây là dấu hiệu sớm của chứng mất trí nhớ liên quan đến mạch máu. Ở những cái người tham gia cái thí nghiệm này thưa quý vị đều được nhận ngẫu nhiên là cái Celdanafil hoặc là giả dược hoặc là những cái chất như là Siulatozo. latozo. đây là một cái loại thuốc được thiết kế để mà cải thiện tuần hoàn trong khoảng thời gian là 3 tuần. Và kết quả cho thấy rằng là thuốc Viagra nó làm tăng cái lưu lượng máu ở tất cả các mạch máu lớn và nhỏ ở trong não cải thiện cái chức năng các mạch máu này và tăng cái lưu lượng máu nó về não hơn ngoài ra thì cái viên thuốc màu xanh này thưa quý vị nó còn nổi tiếng là gây ra rất là ít tác dụng phụ hơn so với những cái chất như là siêu ở bệnh nhân và nhất là những cái người bị tiêu chảy khi mà người người ta dùng cái thuốc này lâu hơn đây không phải là cái bằng chứng đầu tiên mà các nhà khoa học người ta cho thấy rằng là viagra có thể tác động đến não bộ của người theo một cách có lợi như vậy Hồi tháng 3 vừa rồi thì ở như Hoa Kỳ chúng ta cũng công bố trên cái tạp chí mà Juno of the Alzheimer's Disease các quý vị, người ta cũng đã chỉ ra rằng là cái thuốc Vyara có thể giảm uh, từ là 30 đến 54% cái nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Đây là một cái bệnh mất trí nhớ ở người uh, bị mắc bệnh. Và một cái nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí là Neurology sử dụng dữ liệu của hơn 267.000 người cũng xác nhận công dụng của Viagra trong việc mà giảm nguy cơ bị Alzheimer. Dù tỷ lệ không cao như là nghiên cứu của Mỹ, nhưng mà Alzheimer và chứng mất trí nhớ nó vẫn liên quan đến nhau trong hàng đầu tất cả các nhóm bệnh mất trí nhớ, vốn đã được mà Tổ chức Y tế Thế giới người ta đã cảnh báo và xếp hạng là nguyên nhân gây tử vong sớm hàng thứ bảy trên thế giới và đang gia tăng rất là nhiều trong cộng đồng của con người của chúng ta trên toàn thế giới. Và nhớ rằng là quý vị có thể là uống Viagra để chúng ta có thể là giúp cho não bộ chúng ta được lưu thông hơn và nhớ rằng là phải chuẩn bị tinh thần đấy. Nhưng mà uống mà nếu mà giúp não bộ mà à, ở trên bảo dưới không nghe thì nó cũng hơi kỳ đúng không? <laughs> à, đàng hoàng thưa quý vị đừng có chứ... nói lên thái suối nha về mua dạ. mấy viên quốc vô này cái gì cũng đó. phải có bác sĩ <laughs> tùy theo thể trạng của mỗi người nữa phải không lê thái chưa yeah. Dạ. giờ uống không biết quý vị uống quý vị thấy sao comment mình cho lê thái biết <laughs> cảm ơn lê thái thưa quý vị um, ở, ở ở ở việt nam chúng ta thì có nhiều cái loại cây nó mình nhìn nó là chỉ là cỏ dại thôi nhưng mà nó có rất là, có rất là nhiều cái lợi ích rất là bất ngờ thì cái ngày hôm nay đó là cái cây gọi là cây rau sam thưa quý vị ở trên màn hình thưa quý vị đã thấy cái cây này mình thấy nhiều lắm nó trồng dại rất là nhiều nhưng mà hiện tại bây giờ đồ ăn thức uống trong cái thời đại bây giờ thì quá nhiều đồ ăn rồi cho nên người ta không còn sử dụng những cái cây này để mà ăn uống hoặc là làm rau nữa nhưng mà nó có những cái lợi ích mà mình của Đông y họ đã khám phá, họ đã biết được từ lâu đời cho tới bây giờ là có nhiều cái 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 công dụng để mà chữa trị trong các những cái căn bệnh của chúng ta. Thì rau sam là một cái loại rau rất là quen thuộc quý vị cũng thấy đối với người Việt của chúng ta. Và cái đây là rau sam thưa quý vị. Chúng mọc dại ở khắp nơi ở đâu mình đi cũng thấy hết. Có nhiều người thì họ thích cái loại cái, cái loại rau này nhưng mà có nhiều người thì họ không có thích tức là những người nhiều người những người mà xưa rồi họ đã ăn rồi thì họ sẽ ghiền cái rau này trong khi đó theo các chuyên gia chuyên gia nói rằng loại rau này có nhiều lợi ích cho sức khỏe hội đông y việt nam cho biết trước kia khi lương thật còn thiếu người dân vẫn thường sử dụng rau sam để mà ăn để mà làm canh hoặc để làm rau sống bên cạnh đó loại rau này có hơi vị chua rất đặc trưng nên thường dùng trong các bài thuốc điều trị như là đường tiêu hóa Ngày nay khi thực phẩm nhiều rau quả phong phú nhiều hơn thì mọi người ít dùng cái rau sam này nhiều hơn Nó mọc dại rất là nhiều Người Hà Lan dùng rau sam để làm dưa chua Người Pháp dùng rau sam trong rất nhiều món ăn Và người Mỹ dùng rau sam để mà trộn giấm Thì nó có những cái chữa trị gì? Dùng rau sam để chữa lắc hào Dùng rau sam để chữa ghẻ Lương y chung cho hay có thể dùng rau sam chữa bệnh viêm ruột, này, kiết lị à, Rau sam tươi 30g đun lấy nước uống, trường hợp bị trẻ con bị rôm sảy thì rau sam vắt nước để mà tắm cũng rất là tốt. Và y học hiện đại cũng đã phân tích trong rau sam có nhiều hợp chất quý như là flavonoid, chất hữu cơ và những hợp chất khác. Các chất này có tác dụng để phòng ngừa ung thư. Và nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết rau sam có hàm lượng omega 3 tự nhiên và tác dụng rất tốt và hiệu quả trong sức khỏe tim mạch, hạn chế tình trạng rối loạn nhịp tim, điều chỉnh hàm lượng cholesterol, máu và giúp huyết áp được ổn định hơn. Và trong đó nó cũng có vitamin A, B, C. Mà em thích ăn rau xam lắm. À, người miền Nam, thưa quý vị, hoặc là người miền Tây Nam Bộ đó thì người ta có thể người ta kho cá kho, cá lòng tông kho tiêu hay là những con cá lạc mạng kho tiêu hay là cá, cá rô cá lóc gì đó. Xong rồi người ta ăn với lại rau xam mà chúng ta luộc lên, chúng ta chấm vào cái nước là cá kho đã ăn cơm và cơm vô ta nói ăn ngon chịu không nổi luôn quý vị ở bên đây chúng ta không có dịp ăn ừ. không có rau xăm nhờ ở việt nam rất là nhiều thưa quý vị à, sấm xét trong mấy ngày vừa qua nó đã gây nên một nhiều người người ta lo lo ngại khi mà người ta bước ra ngoài đường à, vào những cái ngày mà mưa bão việt nam vừa qua đã xảy ra rất là nhiều những cái trường hợp mà sấm xét nó liên tục trong một ngày là mấy trăm cái đợt sấm xét mà nó lại đánh vào những cái người một số trẻ em đang chơi ở bờ biển cũng bị thương bị chờ bị tử vong rồi hai người phụ nữ cũng bị bị bị, bị xét đánh thưa quý vị và nếu nếu như mà chúng ta thấy rằng những cái ngày vừa qua Việt Nam chúng ta nhiều xét như vậy thì chúng ta nghĩ là ở oh, Việt Nam chúng ta là đơn quốc gia có nhiều xét nhưng mà không thưa quý vị chị Du Huy có đoán được quốc gia nào là một trong những cái quốc gia có cái sấm xét nhiều nhất ở trên thế giới người ta gọi là thủ đô của sấm xét Bây giờ Lê Thái hỏi ngay tới là, tới Google tới search trên luôn. là phải lên Google search Thưa quý vị, Chứ hỏi ngay tới khác thì không có thể nào on top of the head có thể là nghĩ ra thương. liền Bà dễ thương quá quý vị, bà dễ thương, bà lấp léo mà bà bà, 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 đi qua Google liền cho đó Chị Google, chị Google ơi à, Các thưa quý vị, theo cơ quan môi trường đó của thế giới, những cái người làm trong các công tác mà nghiên cứu về sấm xét thì người ta nói rằng Singapore là một trong những quốc gia gọi là thủ đô của sấm xét trên toàn thế giới. Mỗi năm thì quốc gia này đã chứng kiến là 150, 175 ngày có sấm xét và tỷ lệ có xét đánh tại nước này gần như là 2 ngày một lần. À, Singapore đang trở thành là cái ứng cử viên là thủ đô sấm xét số 1 của thế giới khi mà quốc gia Đông Nam Á là một trong những cái nước ghi nhận tỷ lệ mà sấm xét cao nhất ở trên toàn thế giới trong những năm vừa qua. Theo cơ quan môi trường của Singapore thưa quý vị thì mỗi năm tại Singapore có 175 ngày có xét và theo đó thì tỷ lệ có xét đánh tại nước này gần như là 2 000 một lần khoảng 20% cái lượng xét đánh xuống mặt đất và hiện tượng này tiềm ẩn có nguy cơ đối với con người và những cái cơ sở hạ tầng người ta xây dựng. Tại Singapore đó thì những cái cơn dông xảy ra quanh năm và bắt nguồn từ hai cái hệ thống thời tiết mang mưa rất là lớn. Thứ nhất là những cái cơn dông nội địa do nó mang hơi ẩm từ biển vào đất liền. Cái thứ hai là không khí ẩm ướt nó kết hợp với không khí nóng trên đất liền do nắng nóng gây ra và trong điều kiện không ổn định nó tạo thành dông. Và thứ hai á là dông Sumatra là một cái giải dông kéo dài ở Singapore sau khi mà hình thành và phát triển trên đảo Sumatra hoặc là eo biển Malacca. Và theo giáo sư Steven Jim thuộc trường Đại học Châu Á, Đại học Công nghệ Nazan cho biết rằng nhiều cái biến đổi khí hậu cũng có thể làm tăng tần suất xét đánh cho cái sự đối lưu gia tăng và nhiều độ ẩm hơn trong khí quyển ở đất nước này. Và xét là một cái tia lửa điện lớn gây ra cái sự chênh lệch điện tích lớn giữa các đám mây dông và mặt đất hoặc là bên trong đám mây. Nhưng thưa quý vị, mỗi năm thì các nhà khoa học ở tại, trường đại li, à, tại trường đại học ở California của chúng ta, đó, Berkeley, tại đại học bang New York, người ta cũng dự đoán rằng số lượng xét đánh ở Mỹ cũng sẽ tăng khoảng 12% do mỗi độ tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên. Và nhiều nơi cũng sẽ cần giải phóng nhiều năng lượng hơn trong các lớp khí quyển gần nhất với bề mặt của trái đất nóng lên và điều này có thể dẫn đến nhiều xét hơn và và các dòng đối lưu có thể là tạo lên xét nhiều hơn bởi nhiệt độ nó tăng cao hơn thành ra chúng ta nên bảo vệ môi trường để ít bị xét đánh hơn đúng không dạ. hoặc là đừng có hỗn với ba, ba mẹ nha có việc hỗn với ông bà cha mẹ có bị xét đánh bị trời, chơi đánh người ta kêu bị dạ vâng. đánh. quý vị giúp hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714-248-9883 Gọi ngay Mangotools 866-435-9746 Để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888-880-8345 cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với như hiên và lê thái thưa quý vị internet internet là một trong những phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta tuy nhiên để mà cân bằng giữa cái lợi ích và những cái độ nguy hiểm của nó rất là quan trọng tại vì theo nghiên cứu gần đây internet là có lẽ như là một cái cân nghiện vậy. thưa quý vị giống như là người ta nghiện ma túy người ta nghiện uh, thuốc, nghiện cờ bạc hoặc là nghiện bất cứ cái gì thì cũng nghiện internet người ta cũng không cử được mà cũng không bỏ được mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe và bộ não của con người làm cái bộ não của chúng ta có một cái sự gián đoạn và bị chậm hơn cho tuổi trẻ bây giờ và nhất là tuổi trẻ cho những người lớn tuổi trong cái, cái thời trước rồi những cái thời mà thập kỷ của 60, 70, 80 thì ít internet và những người họ không có những cái ông cha, bà cha mẹ hoặc là những cái tuyếp người trong cái thời đó đó, họ không có cái thói quen là nghiện Internet Nhưng mà bây giờ tuổi trẻ những mà cái lớp trên Z bây giờ hoặc là những cái lớp trẻ mà càng lúc càng trẻ thì càng nghiện Internet Một đứa bé chút xíu hoặc 1, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi là bắt đầu chơi iPad, chơi game ở trên Internet rồi Chính vì vậy mà bị nghiện luôn và ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều Và theo nghiên cứu mới gần đây, cái chứng nghiện Internet có thể ảnh hưởng sâu rộng tới cái bộ não của người trẻ ở các thanh thiếu niên, cái tín hiệu giữa các vùng não quan trọng đã giúp kiểm soát sự chú ý, trí nhớ làm việc à, hơn thế nữa đã bị gián đoạn trong cái trí não của họ. Đó là lý do tại sao những người trẻ dành nhiều thời gian trên internet thường khó quan tâm đến những cái điều quan trọng, ví dụ như là bài tập về nhà, dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta. Nghiện internet làm gián đoạn các hoạt động của não những phát hiện trên công bố tên trên tạp chí Plus Mental Health gồm 12 nghiên cứu về hình ảnh thần kinh trên vài trăm thanh niên thiếu nữ từ 10 tới 19 tuổi trong khoảng thời gian từ 2013 tới 2022. Hành vi nghiện do sử dụng Internet quá mất đã trở thành mối lo gạn ngại của ngày nay và tăng rất là đáng kể cho tới bây giờ. Tiêu chí chẩn đoán lâm sàng trong chứng nghiện Internet trong cái của nghiên cứu này gọi là cái mối bận tâm gia giảm của một người với internet và các triệu chứng cai nghiện khi không sử dụng internet và hy sinh mối quan hệ để có thời gian sử dụng internet trong một khoảng thời gian dài, ví dụ như là 12 tháng, mẫu hành vi dẫn đến sự suy yếu hoặc đau khổ đáng kể và bị um, trầm cảm rất là nhiều khi những người mắc bệnh chứng nghiện internet tham gia các hoạt động đòi hỏi sự chú ý, lập kế hoạch ra quyết định và kiểm soát những cái xung động, những cái vùng não đảm nhiệm các chức năng này cho thấy sự gián đoạn đáng kể và khả năng làm việc cũng rất là khác nhau đối với những người mà họ bị nghiện internet và các tác giả cho rằng những thay đổi trong não cho thấy ở thanh thiếu niên nghiện internet có thể khó thực hiện các hoạt động này hơn, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của họ. Sự thay đổi của não bộ ở thanh thiếu niên so với người lớn cũng là lý do khiến cho các tác giả tin rằng nghiên cứu này rất là quan trọng trong tương lai và tất cả nghiên cứu các tác giả đều được thực hiện ở châu Á, chủ yếu bao gồm những người tham gia đó là nam giới, nghiện internet tương đồng với các chứng nghiện khác đó là nghiên cứu họ kết luận ra, tiến sĩ Mr. Das, bác sĩ tâm thần cai nghiện và Phó Giáo sư Lâm Tràng về Tâm thần học và khoa học hành vi tại Stanford Medicine ở tiểu bang California, cho biết nếu nghiện Internet là nguyên nhân gây ra sự gián đoạn tín hiệu não của người tham gia, thì lý do tại sao có thể liên quan đến các con đường thần kinh và liên quan đến các chứng nghiện. Theo tiến sĩ Kaga Wickram, Phó Giáo sư giảng dạy về khoa học máy tính đại học, và họ cho biết rằng các kết nối chức năng trong não của người tham gia phù hợp với những kiểu được quan sát với những người nghiện và gây chất nghiện. Và họ cho rằng cái mối quan hệ nhân quả, những gì đã xảy ra trong não và những gì được thể hiện qua hành vi hiện tại việc quan sát bằng cách sử dụng dấu ấn sinh học kết nối để thu hẹp cái khoảng cách đó thì họ nghiên cứu rất là kỹ càng trong cái vấn đề này thưa quý vị là họ kết luận rằng là nghiện internet cũng khó rất là bỏ có nhiều người họ không thể bỏ được luôn mà ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều chính vì vậy để mà internet đúng là rất là quan trọng như nhi nói ngay lúc đầu thì phải có cái sự cân bằng giữa cái hữu ích và những cái tác hại của nó để chúng ta có một để sử dụng nó một cách hiệu quả và tốt đẹp hơn thật ra à, quý vị nào chúng ta có con em ở nhà đó Cho chơi, chơi iPad thì là một trong những cái thông tin cũng rất là hữu ích để chúng ta có thể xem lại những cái hoạt động của con trẻ trong cái mùa hè này thì trẻ nó sẽ dán vào cái điện thoại với iPad nhiều hơn à, trong lúc đi học thành ra làm nên nhớ là coi iPad nhiều cũng không có tốt đâu quý vị à, quý vị thường đi đám cưới hay chị Như Huyền đi đám cưới á cái người bạn thân nhất của chị Như Huyền thì chị Như Huyền thường bỏ bao nhiêu tiền em hỏi em hỏi em hỏi trắng trợn quá <laughs> thôi đừng hỏi hỏi về người ta nói mình duyên nữa hơi, hơi thôi vì em hỏi với là em hỏi là theo chị nhiên đoán á đoán á <laughs> <laughs> theo chị nhi huyền đoán á thì một cái người đi đám cưới cái tiền trung bình ở hoa kỳ chúng ta sẽ đưa là bao nhiêu đoán cho trung bình thôi, chị trung, đoán mỗi, thôi. trung bình là chắc từ 200 cho tới 500. trăm tại cái món 500. ăn tùy theo cái món ăn bây giờ nó đã lên nhiều rồi hồi xưa thì người ta đi một trăm hoặc là cho máy mà bây giờ thì tăng hơn và đó là cái là số tiền chị huyền chỉ đi cho người ta nói <laughs> <laughs> gặp bị gài, bị Just gài đi. Đúng, đúng chính xác thôi vì mà hên thôi. là Thái không còn đám cưới nữa Tôi biết được <laughs> Just nữa. à, cho quý vị không biết là quý vị uh, suy nghĩ gì nhưng mà đây là vui thôi à, thưa quý vị chúng ta đi đám cưới bao nhiêu tiền thì nó hợp lý và tùy theo cái trường hợp như thế nào cái hoàn cảnh như thế nào thì uh, trong cái bài viết ngày hôm nay thì lại thấy thấy rằng là đây là những cái trong có những cái thông tin nó vô cùng hay mà muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình cà phê sáng uh, tiền cưới là một trong những cái gọi là cái nét văn hóa vô cùng thú vị của nhiều quốc gia không riêng của Việt Nam đâu. Và bỏ phong bì mừng cưới vừa giúp cho chúng ta bày tỏ cái lời chúc phúc hạnh phúc, tài lộc sức khỏe của khách mời tới cô dâu chú rể, vừa thể hiện cái thành ý muốn góp phần nhỏ nhỏ cho cái ngày vui của những cái cặp người ta đám cưới. Và đi bao nhiêu tiền cho đám cưới là hợp lý thôi quý vị. Hiện nay thì tiền mừng cưới thường dao động trong khoảng là từ 200 cho đến 400 mỹ kim một một lần đi đối với người bình thường và mức tiền này có thể thay đổi tùy theo cái độ thân thiết của khách mời với cô dâu chú rể, cái địa điểm tổ chức tiệc cưới hoặc địa vị xã hội cặp cặp này cặp cô dâu chú rể như này ta tổ chức và chúng ta cũng có thể là cân đối tiền mừng cưới sao cho phù hợp với cái thu nhập của bản thân hoặc là số lượng người đi cùng và tham khảo cái ý kiến của bạn bè để mà chúng ta mừng đám cưới sao coi cho được à, chúng ta chuẩn bị tiền cưới theo mối quan hệ cái đầu tiên xác định cái mức quan hệ thân thiết của chúng ta đối với cô dâu chú rể là người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết hay là xã giao để mà lựa chọn cái tiền mừng cưới thích hợp. Mừng cưới người thân ở trong gia đình thì có thể là chúng ta nên chuẩn bị tiền cưới khá cao, dao động khoảng từ uh, 700 cho đến 2.000 Mỹ Kim. Uh, đặc biệt với những cái đám cưới như là anh chị em ruột thì có có là có lẽ là có tiền đám cưới chúng ta phải là có ý nghĩa giống như là uh, đối với người châu Á chúng ta đó là vàng hoặc là những cái đồ dùng gia đình đồ lưu niệm thay vì tiền mặt để mà chúng ta thể hiện cái tình cảm không mừng đám cưới bạn bè thân thiết thì chúng ta phải đi tiền như thế nào thưa quý vị mừng đám cưới bạn bè nếu mà cô dâu chú rể là người mà chúng ta thân thiết á thậm chí là thân hơn bạn thân lâu năm luôn thì cái chuyện mà hào phóng cũng sẽ làm cho cái cặp đôi đám cưới người ta vui mừng và điều này cũng được coi là một cái khoản vay trước của cô dâu chú rể khi mà đám cưới của chúng ta diễn ra thì họ có thể là sẽ đi lại cho chúng ta cái số tiền tương đương tương ứng vậy mà chúng ta đã mừng họ à, mừng đám cưới bạn bè xã giao hay là đồng nghiệp chúng ta đi như nhiêu Sát về mặt này thì chúng ta có thể là đi khoảng từ 300 cho đến 600 tùy theo cái mức độ thân ở trong công ty, trong đồng nghiệp hay bạn thân. Và chuẩn bị tiền mừng cưới theo địa điểm tổ chức hôn lễ. Ngoài việc xem xét các mối quan hệ với cô dâu chú rể thì chúng ta cũng cần lưu ý đến những cái địa điểm tổ chức tiệc cưới, à, ví dụ như là tại nhà hay nhà hàng hay trung tâm tiệc cưới để mà chuẩn bị số tiền mừng sao cho phù hợp. Nếu đám cưới được tổ chức tại nhà hàng hoặc khách sạn sang trọng thì chúng ta nên để tiền mừng cao hơn gấp 2 đến 4 lần bởi vì người ta phải trả những cái chi phí thuê địa điểm trang trí dịch vụ tốn kí, cưới rất là tốn kém và so với khi mà người ta tổ chức tiệc tại gia cái này áp dụng tại Hoa Kỳ cũng như là ở Việt Nam luôn thưa quý vị chuẩn bị tiền mừng cưới theo địa vị của cô dâu và chú rể. Chúng ta phải xem xét cái địa vị của người ta ở ở xã hội như thế nào, cái level như thế nào mà chúng ta đi từng mừng chứ không phải là tự nhiên cô dâu chú rể hai người là tổng giám đốc của một cái công ty nổi tiếng nào đó, kiếm bạc tỷ mà chúng ta đi cho mỗi người mỗi người trăm đồng nó kỳ lắm luôn đó. Nhìn không có biết mặt mũi nào ra thú vị Và thay vì chúng ta nên để ý những cái chuyện tiền mừng đó thì chúng ta nên chuẩn bị tiền mừng cưới cũng theo cái túi tiền của chúng ta, không phải lúc nào cũng phải là ở bỏ ra tiền cao như vậy, tùy theo cái khả năng của mình rồi nhiều khi đi cũng đừng có thấp quá hoặc là chúng ta đi cái tiệc cưới mà sang trọng dẫn bốn năm người trong gia đình chúng ta đi 200 nó kỳ lắm luôn tính ra mỗi người có thí dụ bốn người thì mỗi người có năm chục nhìn nó kỳ lắm mai mốt không biết nhìn mặt làm sao cho nó coi được nữa thành ra thôi cái chuyện mà tiền mừng cưới này là tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình tùy theo có mối quan hệ tùy theo địa vị xã hội và tùy theo của cái suy nghĩ của mỗi người để thấy không dám áp đặt nhưng mà đây là một cái bài báo nó cũng hay áp dụng cho ở rất là nhiều chúng ta ở bên hoa kỳ cũng như ở việt nam dân mỹ nó cũng đâu đi tìm mừng đâu ừ, đi quà vậy không. vậy không có tiền nữa thì sao ở nhà luôn hả không khỏi nh đi như em thì nếu mà đám cưới của em em sẽ chị như hiện khỏi đi tiền chứ chứ còn có mặt thôi là em vui rồi Ồ. nhưng mà tiếc là em đã cưới vợ rồi thành ra là nếu mà bà xã không có nhà có để. nghe đó là đổ, tổ chứ đám cưới lại đó cũng kỳ hấp, hấp hôn giờ hấp cũng hôn. không dám nói đâu hấp hôn hấp hôn hấp hôn là khác nha <cười> <cười> dạ vâng một lần nữa thì lê thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình happy the Day và như hiền và lê thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau